Mr. PT hết kể chuyện lịch sử trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về quan hệ Việt Nam Trung Quốc Campuchia và chiến tranh biên giới quan tác phẩm chiến tranh giữa những người anh em đỏ của tác giả Geran Ivan và Kevin Jolie do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 1986. Phần 13. ASEAN, những domino đẩy lùi. Nước không cộng sản bị ảnh hưởng trực tiếp nhất vì những phát triển ở Đông Dương là Thái Lan, Chính phủ Thái đã đóng một vai trò trung tâm trong cuộc đấu tranh của Mỹ nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ở châu Á, khi SEATO, Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á, được thành lập năm 1954, tổng hành dinh của nó đã được đặt tại Bangkok. Sau khi Đông Dương rơi vào tay cộng sản và sự rút lui rõ ràng của sức mạnh quân sự Mỹ khỏi khu vực, nhiều nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Thái Lan tin rằng họ đứng trước một nguy cơ nghiêm trọng của sự xâm chiếm từ Việt Nam và sự ủng hộ của Lào và Campuchia đối với những kẻ nổi dậy do Cộng sản lãnh đạo hoạt động ở vùng Bắc và Đông Bắc Thái Lan sẽ làm cho chính phủ không thể đánh bại được những kẻ nổi dậy đó. Sự sụp đổ của chế độ P.O.L. POT vào tay quân đội Việt Nam năm 1979 chỉ làm tăng thêm những nỗi lo sợ và nghi ngờ trên đây. Nhiều người kể cả những người thuộc phái tà tin rằng Thái Lan sẽ là con domino tiếp theo sẽ sụp đổ. Trong 20 năm sau cuộc đảo chính do Sarit Thanarat lãnh đạo năm 1951, các nhà lãnh đạo quân sự Thái Lan đã dựa vào đe dọa của cộng sản để lôi kéo viện trợ vô điều kiện của Mỹ và để bảo chữa cho sự đàn áp những đối thủ trong nước của họ. Chiến tranh lạnh rất có ích cho họ và họ đã hoan nghênh rất nhiệt liệt việc tăng cường dính líu của Mỹ vào Đông Dương. Nhưng khi Mỹ từ năm 1968 trở đi nghiêm chỉnh bắt đầu tìm cách rút ra khỏi Việt Nam thì người Thái, theo lời của John Gerling bị đẩy vào một cam kết chống cộng hăng hái nhưng lại không có phương tiện để thực hiện. Để cho phù hợp với tình hình, người Thái giảm nhẹ việc dựa vào Mỹ, đầu năm 1969, Bangkok đưa tin giảm bớt sự có mặt quân sự Mỹ ở Thái Lan và bắt đầu một cách thận trọng tìm cách đối thoại với Bắc Kinh. Tuy nhiên, mục đích là một chính sách trung lập, giữ khoảng cách cân đối giữa các cường quốc lớn chứ không phải lệ thuộc vào cường quốc nào. Chính sách của Thái được kết tinh khi chiến tranh Đông Dương kết thúc, đã được tổng hợp lại trong diễn văn tháng riêng năm 1974 của Ngoại trưởng Thái. Ông ta nói chính phủ Thái sẽ tiếp tục duy trì những quan hệ hữu nghị với Mỹ nhưng sẽ điều chỉnh sự quá nhấn mạnh về hợp tác quân sự. Chính sách Thái nhằm đạt một sự cân bằng giữa tất cả các cường quốc có lợi ích trong khu vực, trong khung cảnh đó. Không những ông ta tiên đoán sẽ phát triển quan hệ với Trung Quốc mà ông ta còn mô tả Liên Xô đang ở trong một vị trí mạnh để đóng góp vào sự ổn định của Đông Nam Á. Giống như Việt Nam, Thái Lan tìm cách cân bằng mac ở và với Bắc Kinh, tuy mục tiêu của Bangkok là hạn chế càng nhiều ảnh hưởng của một Việt Nam thống nhất càng tốt. Nhưng chính sách của Thái đã trở thành nạn nhân của sự leo thang trong các cuộc xung đột Việt Nam, Campuchia và Việt Nam, Trung Quốc, nhất là tình hình đó lại trùng hợp với sự đổ vỡ của hòa dịu và chuyển sang chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, chính sách cân bằng này không được các phần tử cánh hữu có ảnh hưởng trong quân đội Thái tán thành họ cho là Thái Lan đã chấp nhận sự mất ảnh hưởng ở Viêng Chăn, Sài Gòn và Phnom Penh. Họ gắn sự đầu hàng Cộng sản đó với chính phủ dân sự ở Bangkok năm 1973 và với sự mất trật tự của nền chính trị dân chủ mà chính phủ đó đưa lại. Tháng 10 năm 1976, giới quân sự Thái tiến hành một cuộc đảo chính. Chính phủ mà họ dựng lên do Thanin Kravichin đứng đầu, theo đuổi một lập trường chống cộng hung hăng với ý định làm sống lại Liên minh Mỹ. Nhưng Washington sợ gây tổn thương hoa dịu Trung Mỹ mới đạt được, nên nhanh chóng nói rõ rằng Mỹ không có ý định tham gia một cam kết quân sự với Thái Lan. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Thanin chống lại sự cải thiện quan hệ với Trung Quốc và các nước Đông Dương đang đẩy Thái Lan vào thế cô lập nguy hiểm. Bị mất ảo tưởng giới quân sự lật Thanin trong một cuộc đảo chính khác tháng 10 năm 1977. Tướng Kriang Chomarin lên thay và chuyển sang một đường lối thực tiễn hơn chấp nhận sự rút hẹp của sức mạnh mỹ ông ta xem trung cộng là một cường quốc lớn có thể giúp duy trì ổn định ở đông nam á và ông ta đi đến cải thiện quan hệ với đông dương về mặt này kriang đã bị lúng túng trước thái độ hiếu chiến của khmer đỏ đối với thái lan còn quan trọng hơn nữa ông ta nhận ra rằng mục tiêu chính của đặng tiểu bình là đẩy thái lan vào một liên minh khu vực với pol pot để chống lại người việt nam trong khi không có bằng chứng để cho rằng kriang đã thực sự chấp nhận gợi ý của đặng tiểu bình nhưng chỉ việc ông ta chấp nhận một mối quan hệ xây dựng với Trung Quốc vào lúc gay cấn này cũng đã gây ra những ngờ vực xấu nhất ở Hà Nội. Một sợi chỉ khác của chính sách đối ngoại Thái Lan trong những năm 1970 là âm mưu tập hợp các nước không cộng sản của khu vực là một đối trọng có hiệu quả đối với Việt Nam. Việc này chỉ đạt DUEO trong năm 1979 để đáp ứng lại cuộc khủng hoảng về Campuchia và vấn đề thuyền nhân. Sự xuất hiện của ASEAN như là một khối chống cộng đã đối lại được với sự xuất hiện của khối Đông Dương Cộng sản. Tuy rằng sự xuất hiện đó tương đối ít được bình luận đến. ASEAN, một khối chống cộng được thành lập ban đầu tại Bangkok năm 1967. ASEAN gồm có Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia, nhưng trong nhiều năm những xung đột và tranh chấp giữa các nước thành viên với nhau đã làm cho tổ chức đó ít có ý nghĩa thực tiễn khi ASEAN được thành lập Singapore mới chỉ tách ra khỏi liên bang Malaysia. Malaysia cũng phải đương đầu với thách thức vũ trang của chính sách công phong taxi đối đầu của Indonesia cho đến khi Sukarno bị lật đổ năm 1965 và với yêu sách về lãnh thổ của Philippines đối với bang xã ba ở đông Malaysia. Yêu sách này phải đến mãi năm 1982 mới được hủy bỏ. Cả Thái Lan lẫn Philippines đều là thành viên của SEATO, trong lúc Malaysia, Singapore và Indonesia nghiêng hơn về phía chính sách trung lập. Sự tán loạn của Mỹ ở Việt Nam đã củng cố các xu hướng trung lập ở ASEAN. Ngay đầu năm 1971, một đề nghị của Malaysia về một khu vực hòa bình, tự do và trung lập đã được sự ủng hộ chung, mặc dù chẳng có gì đã được làm để loại trừ sự có mặt quân sự của Mỹ. Năm 1974 đến 1975, các nước asean bắt đầu mở các quan hệ ngoại giao với trung quốc và bắc việt nam campuchia và lào seato rút lui dần dần và các căn cứ mỹ ở thái lan tuy không phải là các căn cứ ở philippines đã được đóng cửa những nhà bình luận phương tây sợ rằng sự xa suốt ảnh hưởng của mỹ sẽ mở đường cho sự mở rộng quan trọng ảnh hưởng của liên xô ở đông nam á nhưng kết quả chính của sự chuyển hướng vào chủ nghĩa trung lập đó là củng cố asean thành một khối khu vực những cố gắng ngoại giao XOVIET ít đạt được kết quả và, như chúng ta đã thấy, ảnh hưởng của Trung Quốc chứ không phải của Liên Xô đã tăng lên ở Đông Nam Á. Những nỗi lo sợ rằng một Đông Nam Á không cộng sản yếu và chia rẽ sẽ chịu sự đe dọa của một Đông Dương thống nhất và mạnh đã thúc đẩy các nước ASEAN chôn sâu những bất đồng của họ sau năm 1975. Cuộc họp cấp cao đầu tiên của những người đứng đầu nhà nước của ASEAN tại Bali tháng 2 năm 1976 do đó là một trả lời cho những thắng lợi của cộng sản ở Đông Dương. Những hiệp định ký tại cuộc họp đó đã đặt cơ sở cho sự hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa giữa năm nước. Để tránh khiêu khích những người láng giềng cộng sản mới của họ một cách không cần thiết, hội nghị đã nhấn mạnh rằng ASEAN không phải là một công ước quân sự. Nhưng sau năm 1975 các nước ASEAN đã trải qua một cuộc phồn thịnh kinh tế, trong khi Đông Dương bị lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị. Các nước ASEAN tự thấy được tất cả bên trong cuộc xung đột Campuchia-Việt Nam-Trung quốc tranh thủ. Ngoại trưởng Singapore Sinatham Birajiaratman bình luận năm 1978, các domino đã không bị đổ. Dường như tình hình đã đi theo hướng khác, thay cho việc củng cố làn sóng cộng sản như đã dự kiến sau thắng lợi của họ bây giờ chúng ta thấy sự tan giá của khói đoàn kết cộng sản asean đang được củng cố chứ không phải tan giã tình hình này rất thuận lợi cho các nước asean đã đi đến chấm dứt khi người việt nam lật đổ chế độ pol pot bản thân tốc độ và hiệu quả của sự can thiệp quân sự của việt nam đã làm cho các nước đông nam á không cộng sản hoảng sợ vì họ biết rằng họ không có một khả năng quân sự như vậy hơn nữa, hậu quả chính của cuộc can thiệp là tạo thành một khối Đông Dương cộng sản thống nhất mà các nước ASEAN đã lo sợ có thể xuất hiện trong năm 1975. Do đó, không có gì lạ việc họ lên án hành động của Việt Nam, chẳng hề có chút chú ý gì đến những chi tiết của cuộc tranh chấp Việt Nam Campuchia. Xét về sự thay đổi so sánh lực lượng vũ khí thì theo quan điểm của họ, những đúng và những sai của cuộc xung đột không có nghĩa lý gì có một kẻ độc tài giết người như P.O.L. Pot làm láng giềng còn hơn là một khối đông dương cộng sản. Các ngoại trưởng ASEAN họp ở Bangkok ngày 11 tháng giêng năm 1979 để thảo luận cách họ phải trả lời cuộc xâm chiếm Campuchia của Việt Nam. Ngay sau đó, họ ra một tuyên bố chung phàn nàn cuộc can thiệp vũ trang đe dọa độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, xác nhận quyền của nhân dân Campuchia quyết định lấy tương lai của chính họ không có sự can thiệp hoặc ảnh hưởng từ bên ngoài và đòi việc rút ngay quân đội bên ngoài khỏi lãnh thổ campuchia mặc dù tỏ ra nhất trí trong dịp này nhưng có những khác biệt nghiêm trọng giữa các thành viên asean về vấn đề campuchia thái lan nằm trong một vị trí bất lợi của một quốc gia tiền tuyến với sự sụp đổ của chế độ pol pot thái lan thấy mình đứng trước một lực lượng việt nam ưu thế hơn dọc theo tất cả biên giới phía bắc và từ phía đông từ Chiang An Sai En ở phía Bắc đến Klong Iai ở Đông Nam. Việc người Việt Nam đến biên giới đối diện với Arania prates là điều đặc biệt gây lo sợ cho chính phủ Thái, bởi vì nó có nghĩa là quân Việt Nam chỉ cách bản thân Bangkok vài giờ, qua một đất nước bằng phẳng, dễ đi qua và bảo vệ sơ sài. Đã trở thành một lời nói đùa có tính chất mẫu mực rằng nếu người Việt Nam xâm chiếm Thái Lan, họ sẽ chỉ bị sự tắc nghẽn giao thông chặn lại ở Bangkok nhưng đối với những người chịu trách nhiệm về nền an ninh đất nước thì đó không phải là vấn đề để cười. trong khi sự lo lắng về những ý định của Việt Nam tất nhiên là mạnh nhất ở Thái Lan, thì Singapore cũng tán thành như vậy và cũng đưa ra một đường lối chống Việt Nam mạnh. Tháng riêng năm 1979, Tarjiratman tuyên bố rằng ý nghĩa của điều đã xảy ra mà chủ nghĩa đế quốc không còn liên kết với chủ nghĩa đế quốc phương Tây nữa mà với chủ nghĩa đế quốc cộng sản. Tuy nhiên Malaysia và Indonesia nghiêng về một lập trường dễ dãi hơn. Chính phủ Jakarta tuyên bố rằng những sự kiện ở Campuchia không có nghĩa có một mối đe dọa Việt Nam đối với các nước ASEAN, bởi vì Việt Nam đang quá bận với những vấn đề trong nước của họ. Những khác nhau đó là một phần sự phản ánh những thái độ khác nhau đối với Trung Quốc. Những mối lo sợ trước đây về việc bành trướng xuống phía nam của Cộng sản Trung Quốc đã được dịu bớt nhờ sự ve vãn các nước ASEAN của Bắc Kinh trong những năm 1970. Nhưng những mối lo sợ đó tuyệt nhiên không phải đã tắt hẳn. Việc Trung Quốc khăng khăng duy trì các quan hệ với các đảng Cộng sản anh em đang lãnh đạo các cuộc nổi dậu là một nguồn gốc cọ sắt trong các quan hệ của họ với các chính phủ ASEAN. Một nguồn gốc khác là ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cộng đồng Trung Quốc hải ngoại trong các nước đó. Sự ngờ vực đối với những vấn đề đó đặc biệt sâu sắc ở Malaysia và Indonesia là những nước có xu hướng có cảm tình, với ý kiến về một nụ ốc việt nam độc lập làm hàng rào ngăn chặn ảnh hưởng của trung quốc bản thân là thuộc địa cũ họ cũng có cảm tình hơn với những nguyện vọng quốc gia của những người cộng sản việt nam trái lại ở cả singapore lẫn thái lan các cộng đồng kinh doanh trung quốc địa phương gây một ảnh hưởng mạnh đối với chính phủ để có quan hệ hữu nghị với bắc kinh và ở đó cũng không có những ký ức về một cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc phương tây Thái độ của Bangkok còn chịu ảnh hưởng hơn nữa của suy nghĩ rằng Thái Lan đã có truyền thống cạnh tranh với Việt Nam về ảnh hưởng với Lào và Campuchia. Từ lúc bắt đầu, các nước ASEAN khác công khai theo sự dẫn đường của Thái Lan với tư cách là nước bị ảnh hưởng trực tiếp nhất của cuộc khủng hoảng Campuchia. Nhưng ngay trong chính phủ Bangkok, ý kiến cũng khác nhau về việc nên dùng những biện pháp thực tiễn nào. Những lời khuyên thận trọng đề nghị rằng trong khi cuộc xâm lăng của Việt Nam phải bị lên án mạnh mẽ, chính phủ Heng Samrin nên được thừa nhận một cách lặng lẽ như một thực tế của cu ốc sống trừ phi xuất hiện một đe dọa trực tiếp đối với Thái Lan, không có ích gì dính vào một cố gắng, có lẽ là vô ích và chắc chắn là nguy hiểm, tìm cách buộc người Việt Nam rút khỏi Campuchia. Những quan điểm đó đã được người Malaysia và người Indonesia củng cố thêm. Họ tán thành mở một cuộc đối thoại với Hà Nội chứ không phải một cuộc đối đầu. Đằng sau sân khấu, người Indonesia nói riêng đã tìm cách hạ những người cứng rắn và đi đến một sự thích nghi với Việt Nam. Nhưng những người cứng rắn ở Bangkok và Singapore thắng thế đối với những lời khuyên nói trên. Kriang Sark bay đi Washington và Jimmy Carter đoán chắc với ông ta về sự ủng của Mỹ nếu nền an ninh của Thái Lan bị đe dọa. Rồi người Trung Quốc tiến công Việt Nam. Ngày 22 tháng 2, năm ngày sau cuộc xâm lược của Trung Quốc, kriangsak nói rằng thái lan sẽ tiếp tục thừa nhận chính phủ pol pot như chính phủ hợp pháp của campuchia ông ta cảnh cáo những kẻ xâm lược tiềm tàng về sức mạnh của các lực lượng vũ trang thái lan và nói rằng các lực lượng đó có đủ khả năng chặn đứng đe dọa của bất cứ phong trào bành trướng nào ông ta cũng bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ biên giới thái lan và tập hợp sự ủng hộ của asean cho lập trường đó kriangsak đã làm điều mà sẽ chứng minh là một cam kết quyết định của thái lan cơ sở của một chính sách đối ngoại cân đối đã bị phá hủy bằng quyết định đứng về phía với trung quốc và khmer đỏ trong cuộc xung đột đông dương trong vài tháng tiếp theo tình hình trên biên giới thái campuchia trở nên ngày càng căng thẳng mất trật tự đánh nhau và thiếu lương thực ở tây campuchia đã gây ra một dòng thác những người tị nạn chạy sang thái lan vì việc tị nạn trên bộ đó trùng hợp với việc bỏ chạy của những thuyền nhân khỏi việt nam cho nên đã thành một phận của vấn đề tị nạn làm cho các nước asean hoảng sợ cùng lúc đó các lực lượng pol pot rút lui vào biên giới thái trước sự truy kích của quân việt nam và người ta ngại rằng chiến sự giữa họ với nhau có thể tràn sang thái lan chính phủ thái có phần không nhất quán khi tuyên bố lập trường trung lập của mình đối với cuộc xung đột bên trong campuchia bởi vì họ lên án người việt nam và ủng hộ campuchia dân chủ của pol pot là chính phủ hợp pháp của campuchia Họ không thể chối cãi được điều đó khi Sihanouk trích lời của Hàn Niệm Long, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố tháng 5 năm 1979 đối với thế giới bên ngoài. Người Thái nói rằng họ trung lập, nhưng trên thực tế họ không trung lập. Họ đi với P.O.L. Pot. Khi các ngoại trưởng của các nước ASEAN họp ở Bali tháng 6 năm 1979 về cuộc khủng hoảng người tị nạn, cuộc họp đó đã bị các người cứng rắn chống Việt Nam khống chế người nói thẳng thừng nhất lại một lần nữa là Rajiarat Nam của Singapore. Ông ta nói rằng Việt Nam là một cường quốc bành trướng nhằm thống trị toàn Đông Nam Á, đã tuyên chiến với ASEAN và đang thực hiện một chính sách diệt chủng. Ngày nay là những người Việt Nam gốc Hoa, người Campuchia đã bị cộng thêm vào danh sách những người sắp phải chết. Tại sao không phải là Thái Lan ngày mai và Malaysia, Singapore và các nước khác đang dám ngăn cản những giấc mơ của Việt Nam? Theo cách nhìn của Rajiaratman. Việt Nam đã đe dọa Thái Lan với 180.000 quân và đang cố tình xua những người tị nạn ra khỏi Đông Dương nhằm làm mất ổn định các nước không cộng sản của Đông Nam Á. Ông ta nói rằng ASEAN đã đi đến giới hạn của sự kiên nhẫn rồi, đòi phải có đường lối cứng rắn về vấn đề tị nạn, và chủ trương rằng ASEAN cung cấp vũ khí và ủng hộ vật chất cho cuộc chiến tranh yêu nước của Campuchia chống lại sự thống trị của Việt Nam, cụ thể là các lực lượng POL-POT ông ta nhắc nhở những bạn ASEAN của ông không được có bất cứ chính sách hòa giải nào với Hà Nội, lập luận rằng Việt Nam không thể được đối xử như một láng giềng chủ yếu là yêu hòa bình. Thông cáo cuối cùng được thông qua tại Bali lên án người Việt Nam và kêu gọi sự ủng hộ quốc tế đối với quyền tự quyết của Campuchia, Campuchia ở đây là chế độ Campuchia dân chủ. Thông cáo khẳng định lại sự ủng hộ Thái Lan của các nước ASEAN và tuyên bố rằng bất cứ cuộc leo thang nào trong chiến đấu ở Campuchia hoặc bất cứ sự xâm nhập nào vào Thái Lan sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nền an ninh của các nước ASEAN với tư cách là một nhóm thống nhất. Không có công ước quân sự nào được ký ở Bali, nhưng đã khá rõ rằng nếu Thái Lan bị tiến công, thì các nước khác sẽ đến giúp đỡ. Sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ, Cyrus Vance cam kết rằng Mỹ sẽ đến giúp đỡ bất cứ nước ASEAN nào bị tiến công từ bên ngoài. Hội nghị Bali tháng 6 năm 1979 như vậy là một bước có ý nghĩa vào hướng chuyển ASEAN thành một liên minh quân sự trên thực tế được Mỹ ủng hộ. Sự hợp tác quân sự giữa các nước ASEAN đã được đẩy nhanh sau hội nghị Bali nhưng trên cơ sở song phương chứ không phải đa phương. Họ thực hiện những cuộc trao đổi tập trận chung và cố gắng tiêu chuẩn hóa trang bị của họ. Công việc đó đòi hỏi tăng nhanh chi tiêu quân sự và đã được viện trợ quân sự của Mỹ góp sức. Đối với toàn bộ các nước ASEAN, chi tiêu quốc phòng lên đến 5.466 triệu đô la Mỹ năm 1980, tăng 47% so với năm 1979 và 2.849% so với năm 1975. Ngay dù như vậy, trong bất kỳ sự so sánh trực tiếp nào về lực lượng quân sự của họ với nhau, so sánh lực lượng khu vực vẫn có lợi cho Việt Nam. Vào năm 1980, các nước ASEAN có 693.000 quân tại ngũ so với một triệu quân của Việt Nam. Hơn nữa, quân đội của nhiều nước ASEAN còn bị cột chặt vào công việc nổi dậy trong nước hoặc phải tham gia vào công việc của chính quyền. ASEAN vẫn là một sự tập hợp các nước yếu về quân sự, phụ thuộc nặng nề vào sự bảo vệ của Mỹ và Trung Quốc để đối phó với đe dọa của Việt Nam các nhà bình luận phương tây rất thông cảm với lý do tại sao asean đi vào hướng một liên minh quân sự và họ chẳng bao giờ dùng những lý luận ngốc nghếch như khi nói đến khối đông dương không có chút ý định nào coi asean như một liên bang hoặc mô tả nó như một công cụ chủ nghĩa thực dân của một trong những nước thành viên có thế lực hoặc của mỹ tất nhiên tình hình đó phản ánh một phần thực tế rằng không có nước nào khống chế được asean nó cũng phản ánh sự hợp tác quân sự rộng rãi hơn nhiều ở đông dương mà việt nam chịu gánh nặng chủ yếu tuy nhiên cái chính là vì các nhà quan sát phương tây dễ dàng nhận thức đe dọa của việt nam đối với thái lan và hiểu phản ứng của asean là một phản ứng phòng ngự cũng chính những nhà quan sát đó nhưng lại không thấy được rằng khối đông dương cũng là phòng ngự về tính chất họ thấy một đe dọa của việt nam đối với thái lan trong cuộc xâm chiếm campuchia nhưng lại không thể thấy đe dọa của trung quốc đối với đông dương mặc dù cố cuộc xâm lược việt nam của trung quốc nếu khối đông dương liên kết với nhau chặt chẽ hơn đó chủ yếu là vì đe dọa mà họ phải đương đầu là thực sự hơn nhiều. Tuy có những vấn đề song song như vậy, nhưng ASEAN và khối Đông Dương có những mục tiêu cơ bản ngược nhau về vấn đề Campuchia, đối với ASEAN, quan tâm hàng đầu là chấm dứt mối đe dọa cảm thấy đối với Thái Lan bằng một sự rút quân Việt Nam khỏi Campuchia, trong khi vấn đề Trung Quốc là thứ yếu. Tuy nhiên, đối với Đông Dương thì đe dọa của Trung Quốc là mối quan tâm bậc nhất và sự có mặt của Việt Nam ở Campuchia là thứ yếu. Khả năng của một giải pháp ngoại giao có thể thỏa mãn cả hai bên do đó là một điều còn xa xôi. Những cuộc hội đàm giữa ASEAN và các nước Đông Dương chưa hề bao giờ được bắt đầu. Năm 1980 người Việt Nam lập đi lập lại rằng họ sẽ không thương lượng tương lai của Campuchia qua đầu chính phủ ở Phnom Penh, nhưng các nước ASEAN sẽ không tham gia vào cuộc đàm phán nào gồm có chính quyền Heng Samrin người việt nam cũng nói rằng quân đội của họ sẽ ở lại campuchia chừng nào còn đe dọa của trung quốc đối với các nước đông dương họ đưa ra việc rút một số quân để đổi lấy việc thái lan không cho khmer đỏ đất thánh và hàng cung cấp nhưng sẽ không rút hoàn toàn khi thái độ của trung quốc còn thù địch tuy nhiên các nước asean lại nhấn mạnh việc rút hoàn toàn hà nội đã tìm cách giảm nhẹ những lo sợ của bangkok về sự bành trướng của việt nam bằng việc đề nghị một công ước không xâm lược với thái lan nhưng theo con mắt của người thái thì một công ước như vậy ít có ý nghĩa trước những hành động của Việt Nam ở Campuchia và Bangkok đã bác bỏ đề nghị đó. Việt Nam đề nghị phi quân sự hóa biên giới Thái Campuchia và Thái Lan đã bác bỏ vì nếu làm như vậy có nghĩa là Thái Lan là một bên của cuộc tranh chấp ở Campuchia. Thái Lan đổi lại bằng việc đề nghị một khu phu quân sự giữa các bên tham chiến bên trong Campuchia và Việt Nam đã bác bỏ vì nó có nghĩa là chia cắt trên thực tế Campuchia về vấn đề này các nước ASEAN tự thấy mình nằm trong liên minh với Mỹ và có phần không thoải mái hơn với Trung Quốc. Họ tiếp theo thắng lợi ngoại giao của họ trong việc đưa POL Pot vào liên hợp quốc bằng việc yêu cầu một hội nghị quốc tế về Campuchia dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc. Họ đề nghị rút hoàn toàn quân Việt Nam, thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc để giữ gìn luật pháp và trật tự ở Campuchia sau khi Việt Nam rút và tổ chức bầu cử do liên hợp quốc đỡ đầu để thành lập một chính phủ mới ngày 22 tháng 10 năm 1980 Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết 35 trên 6 về Campuchia. Nghị quy này theo đúng dự thảo của ASEAN trừ một điểm là bỏ việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Việc không thành lập lực lượng này có nghĩa là khơ mẹ đỏ sẽ là lực lượng quân sự có tổ chức duy nhất trên đất nước, bất kể kết quả của cuộc bầu cử như thế nào. Đó là điều mà có tin là do Trung Quốc đòi hỏi các nước đông dương bác bỏ đề nghị này vì liên hợp quốc đã chấp nhận tính hợp pháp của chế độ pol pot và bác bỏ tính hợp pháp của cộng hòa nhân dân campuchia cho nên liên hợp quốc không còn là một cơ quan không thiên vị nữa không có sự tham gia của các nước đông dương thì một hội nghị về campuchia như một nhà ngoại giao đã nói cũng giống như vỗ tay với một tay tuy nhiên điều đáng chú ý là khoảng cách giữa lập trường của asean với lập trường của trung quốc và mỹ trong Nghị quyết Liên Hợp Quốc 35 trên 6 ASEAN cố viết thành điều khoản sự bảo đảm với Việt Nam rằng nền an ninh của họ không bị đe dọa. Ngoại trưởng Singapore, Sapia Danabalan Rajaratnam đã trở thành Phó Thủ tướng phụ trách các công việc đối ngoại, nhấn mạnh rằng ASEAN không muốn thấy Khmer Đỏ trở lại chính quyền bằng vũ lực và ASEAN thừa nhận rằng bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề Campuchia phải tính đến sự quan tâm chính đáng của Việt Nam rằng Campuchia không được dùng để đe dọa nền an ninh của họ ông ta đã được các ngoại trưởng asean khác ủng hộ sự xuất hiện đường lối hòa giải đó trong asean đã làm cho người trung quốc hốt hoảng trước hội nghị bắc kinh công khai tiến công đề nghị của asean mời các phe phái chính trị campuchia khác nhau làm người quan sát theo người trung quốc thì chỉ hai bên xung đột việt nam và campuchia dân chủ phái được mời cộng hòa nhân dân campuchia không được hỏi đến trong bất cứ vai trò nào sihanouk hoặc son sen cũng vậy trừ phi họ sẵn sàng liên kết với campuchia dân chủ đại diện hợp pháp duy nhất của campuchia trả lời của trung quốc về những ý kiến nói đến lợi ích an ninh chính đáng của việt nam là đòi hội nghị tập trung vào vấn đề chính nghĩa là buộc việt nam rút tất cả quân đội của họ khỏi campuchia tại chính hội nghị hàn niệm long quyền ngoại trưởng trung quốc đề nghị rằng chỉ sau khi việt nam rút các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước Đông Nam Á mới cam kết tôn trọng độc lập và trung lập của Campuchia. Lập trường cứng rắn của Trung Quốc đã được Mỹ ủng hộ. Mục tiêu chính sách Mỹ ở Đông Dương là gây sức ép tối đa đối với Hà Nội, leo thang cuộc khủng hoảng Campuchia chứ không phải tìm một giải pháp cho nó. Năm 1979, một nhà ngoại giao phương Tây kỳ cựu ở Bangkok quen thuộc với suy nghĩ của Washington nói với Nazan Sanda rằng Mỹ chống lại mọi cố gắng đi đến một thỏa thuận với Việt Nam bởi vì điều đó chỉ khuyến khích chủ nghĩa bành trướng của Hà Nội chứ không phải hạn chế nó. Người Mỹ thích gây ra một cuộc đối đầu mà họ hy vọng có thể làm cho họ bẻ gãy ý chí của giới lãnh đạo Hà Nội, ngay dù cho phải mất 5 đến 10 năm. Ngoài ý muốn trả thù, người Mỹ còn rất mưu on làm vừa lòng người Trung Quốc. Vào lúc hội nghị Liên Hợp Quốc một người Mỹ nói, nếu có ai đó nghĩ rằng Campuchia dân chủ là một thay thế cho Cộng hòa nhân dân Campuchia, thì anh ta là một người mất lý trí. Lý do duy nhất chúng tôi ủng hộ thư ủy nhiệm của Campuchia dân chủ là vì người Trung Quốc muốn chúng tôi làm như vậy. Lập trường đó của Mỹ không còn để cho ASEAN có chỗ để linh động. Ngoại trưởng Alec Sander Heger nói với hội nghị liên hiệp quốc rằng, Mỹ không có ý định bình thường hóa quan hệ với một Việt Nam đang chiếm Campuchia và làm mất ổn định toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Ở Bắc Kinh, không lâu trước hội nghị, trợ lý bộ trưởng của Heger John giờ đã nói lên sự ủng hộ của ông ta đối với việc tăng cường các sức ép chính trị, kinh tế và vâng, cả quân sự nữa đối với Việt Nam để đưa lại một số thay đổi trong thái độ của Hà Nội. Hai ngày sau hội nghị, Hunzeier nói lên chính sách của Mỹ đối với Đông Dương trong cuộc điều trần trước tiểu ban công việc Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện như sau: "Vấn đề trung tâm trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam là sự chiếm đóng Campuchia và đó là điều mà tại sao chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sức ép với Hà Nội." chúng tôi sẽ tiếp tục một quá trình cô lập ngoại giao và tước đoạt kinh tế cho đến khi Hà Nội. Đồng ý, rút quân, bầu cử tự do và chấm dứt can thiệp từ bên ngoài. Do có sự khác nhau về quan điểm giữa ASEAN với Trung Quốc và Mỹ, nên hai tuyên bố dự thảo đã được đưa ra hội nghị, một của Singapore và một của Bắc Kinh. Những khác nhau giữa hai dự thảo cũng giống như những khác nhau của nghị quyết 35 trên 6, nhưng bây giờ những khác nhau đó được đưa ra công khai kết quả hội nghị là tuy những người ôn hòa trong asean chiếm được tay trên nhưng sức ép trung quốc mỹ vẫn bảo đảm rằng trên thực tế họ tiếp tục đứng sau lưng pol pot trong khi họ không mong có một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng campuchia việc làm của họ đã làm cho một giải pháp ngoại trở nên cực kỳ khó khăn các nước đông dương đã trình bày rõ lập trường thương lượng cơ bản của mình trong một tuyên bố của các ngoại trưởng việt nam Lào và Cộng hòa Nhân dân Campuchia ngày 28 tháng Giêng năm 1981. Họ quy trách nhiệm của sự căng thẳng và bá quyền của ta và lập luận rằng nhân tố cơ bản để lập lại hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á hiện nay là Trung Quốc phải chấm dứt chính sách thù địch đối với ba nước Đông Dương và chính sách can thiệp vào các nước khác ở khu vực này. Ba chính phủ tuyên bố sẵn sàng ký những hiệp ước song phương về cùng tồn tại hòa bình với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên cơ sở các nguyên tắc tuyệt đối tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, không xâm lược, không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước khác, bình đẳng, cùng có lợi, quan hệ láng giềng tốt và giải quyết tất cả các tranh chấp song phương bằng biện pháp hòa bình. Tuyên bố trên đây đã bị thủ tướng Trung Quốc Triệu Tử Dương bác bỏ tại một cuộc họp báo ở Bangkok ngày 1 tháng 2. Ông ta nói không có gì mới trong đề nghị của Đông Dương và ông ta tuyên bố rằng Trung Quốc sẵn sàng tham gia một hội nghị với Việt Nam và các nước khác để dành một sự bảo đảm quốc tế chống lại sự can thiệp nước ngoài ở Campuchia, chỉ sau khi Việt Nam rút tất cả quân đội của họ. Tháng 4 năm 1981 Việt Nam đã ra việc sẵn sàng rút tất cả quân đội của họ khỏi Campuchia nếu Trung Quốc sẵn sàng ký một hiệp ước không xâm lược Việt Nam, Lào và Cộng hòa Nhân dân Campuchia. NHNG Trung Quốc kiên quyết không chấp nhận đề nghị trên tờ nhân dân nhật báo của trung quốc mô tả đề nghị rút quân của việt nam là một thủ đoạn nhằm đổ tất cả chê trách cho trung quốc trung quốc sẽ sẵn sàng ký một công ước không xâm lược với việt nam chỉ sau việt nam ngừng xâm lược và bành trướng chấm dứt thâm nhập vào lãnh thổ trung quốc và rút tất cả quân đội của họ ra khỏi cả campuchia lẫn lào tóm lại trung quốc đòi sự đầu hàng hoàn toàn trước khi bất cứ một cuộc nói chuyện nào có thể bắt đầu đối với các nước asean Tuyên bố Đông Dương ngày 28 tháng Giêng năm 1981 đã chủ trương một cuộc đối thoại sắp diễn ra giữa ASEAN và Đông Dương. Nó đưa ra một đề nghị cho một cuộc họp khu vực gồm có ASEAN và các nước Đông Dương và có lẽ cả Miến Điện nữa để thảo luận các vấn đề có liên quan đến nhau. Sau khi những nước đó đã ký được một hiệp ước về hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á, thì bản tuyên bố yêu cầu một cuộc hội nghị quốc tế mở rộng để công nhận và bảo đảm hiệp ước đó. Điều này khác với đề nghị của ASEAN chủ yếu ở chỗ nó kêu gọi các nước trong khu vực cùng nhau đi đến một giải pháp thương lượng của chính mình về vấn đề Campuchia mà không có sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài, đặt ra cho các cường quốc lớn, nhất là Trung Quốc, một việc đã rồi để phải y un hộ. Tuyên bố Đông Dương cũng nhấn mạnh rằng Cộng hòa Nhân dân Campuchia phải được chọn làm đại diện hợp pháp và chân chính duy nhất của nhân dân Campuchia trong khi đưa ra việc rút một phần lực lượng Việt Nam nếu Thái Lan chấm dứt việc để cho quân đội POL Pot và các lực lượng Khmer đỏ phản động khác dùng lãnh thổ Thái Lan làm căn cứ tiếp tế vũ khí và lương thực và nếu Thái Lan tập trung các lực lượng đó vào những trại riêng cách xa các khu vực biên giới. Trả lời chính thức của ASEAN đã được đưa ra qua Ngoại trưởng Philippines, tướng Carlos lốt Pezomulo, ngày 6 tháng 2, năm ngày sau khi triệu tử Dương nói lên sự chống đối của Trung Quốc Ông ta nói lên các đề nghị của Đông Dương không biết đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Sự vi phạm trắng trận ở Campuchia đối với những nguyên tắc cơ bản của phong trào không liên kết và các nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc và tìm cách bảo chữa và kéo dài vĩnh viễn sự chiếm đóng quân sự tiếp tục ở Campuchia và gạt bỏ quyền của nhân dân Campuchia tự quyết định lấy tương lai của mình không bị sự can thiệp và ép buộc từ bên ngoài. Bế tắc ngoại giao tiếp tục cho đến năm 1983, chủ yếu là không bên nào chịu có một thỏa hiệp thực sự và mỗi bên đợi bên kia đưa ra trước nhượng bộ lớn. Cách làm của Đông Dương là nhằm bảo đảm với các nước ASEAN về những ý định hòa bình của mình và đưa ra cho họ tình hữu nghị và hợp tác để đổi lấy sự thừa nhận một chính phủ thân Việt Nam ở Phnom Penh. Như là một phần của chiến lược cơ bản đó, Việt Nam bắt đầu xác định các điều kiện mà theo đó họ sẽ rút quân của họ ra khỏi Campuchia và công bố một sự giảm quân vừa phải ở Campuchia tháng 7 năm 1982. Một đợt rút quân nữa đã được tiếp theo tháng 6 năm 1983, đưa số quân Việt Nam ở Campuchia xuống còn khoảng 150.000 theo các nguồn tin tình báo phương Tây. Lập trường của ASEAN là ép Việt Nam rút quân bằng cách ủng hộ Campuchia dân chủ trong khi vẫn bảo đảm với Hà Nội rằng họ thừa nhận lợi ích an ninh của Việt Nam ở Campuchia. Vì vậy ASEAN bị buộc vào trách nhiệm duy trì Campuchia dân chủ như là một chính phủ thay thế cho Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Các nước ASEAN cũng thấy rằng họ đã hiểu nhầm một cách nghiêm trọng chính sách của Trung Quốc đối với Campuchia trong năm 1979. Bắc Kinh không quan tâm chủ yếu đến việc bảo vệ chủ quyền của Campuchia, mà là đến việc làm chảy máu Việt Nam để buộc phải khuất phục. Cả ASEAN lẫn Trung Quốc ủng hộ Campuchia dân chủ, nhưng với những lý do khác nhau. Trong khi các nước ASEAN, nhất là Thái Lan, thực sự muốn Việt Nam rút khỏi Campuchia thì người Trung Quốc lại muốn họ bị xa lầy trong một cuộc chiến tranh kéo dài ở Campuchia. Như Đặng Tiểu Bình đã thẳng thắn giải thích cho Thủ tướng Nhật Bản tháng 12 năm 1979, Trung Quốc sẽ khôn ngoan nếu buộc người Việt Nam ở lại Campuchia bởi vì bằng cách đó họ sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn và sẽ không có khả năng đưa tay vào Thái Lan. Malaysia và Singapore xem trích của Nazan Sanda trong tạp chí Kinh tế Viễn Đông, 21 tháng 12 năm 1979. Do đó Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản mọi biện pháp có thể đưa đến một giải pháp thỏa hiệp cho cuộc khủng hoảng Campuchia. Các nước ASEAN vì vậy mà tự thấy rằng do đã cam kết cho sự nghiệp của Campuchia dân chủ, họ không thể nào giải quyết cuộc khủng hoảng mà có thể tránh khỏi xung đột công khai với Trung Quốc được Mỹ ủng hộ vào những lúc trọng yếu như tại cuộc họp của Liên hợp quốc về Campuchia dân năm 1981. Do đó họ bị khóa chặt vào cam kết mà họ đã đưa ra tháng 2 năm 1979. Do không thể có một giải pháp thương lượng vào giai đoạn này, cho nên kết quả cuộc tranh chấp trở nên phụ thuộc vào các phát triển chính trị và quân sự có thể làm thay đổi so sánh lực lượng trong khu vực. Chính muốn đạt được điều đó chứ không phải bằng ngoại giao, mà cả hai bên tập trung cao độ nhất năng lực của mình sau năm 1979. Việt Nam tập trung vào việc củng cố chính phủ Heng Samrin tăng cường mối quan hệ đặc biệt với Lào và Campuchia và xây dựng hệ thống phòng thủ trên biên giới Trung Việt. Còn Thái Lan, được ASEAN ủng hộ, thì tìm cách tăng sức ép đối với Hà Nội bằng việc lợi dụng cuộc khủng hoảng người tị nạn và bí mật ủng hộ những người nổi dậy chống Việt Nam hoạt động trên biên giới Thái Campuchia. Cuộc xâm chiếm của Việt Nam và luật pháp quốc tế Cuộc can thiệp của Việt Nam vào Campuchia đã bị ASEAN trung quốc và phương tây lên án vì những lý do căn bản là chiến lược nhưng những lý lẽ được chính thức đưa ra lại có tính chất luật pháp người việt nam bị tố cáo không phải vì làm thay đổi so sánh lực lượng chống lại thái lan và asean mà vì trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế hệ quả tất yếu của tình hình đó là các nước asean cho rằng trong khi họ rất phàn nàn về những tội ác của chế độ pol pot họ lại bị ràng buộc vì luật pháp để thừa nhận campuchia dân chủ chứ không phải cộng hòa nhân dân campuchia là chính phủ hợp pháp của campuchia bởi vì họ lập luận rằng nếu làm khác đi sẽ có nghĩa là hợp pháp hóa xâm lược đối với cách lập luận này người việt nam trả lời rằng pol pot là kẻ xâm lược và sự có mặt của việt nam ở campuchia là một hành động tự vệ hợp pháp Hai quan điểm mâu thuẫn nhau đó đã được tóm tắt gọn trong một cuộc trao đổi giữa Nguyễn Cơ Thạch và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed tháng 7 năm 1982. Thạch tuyên bố sự có mặt của Việt Nam ở Campuchia là một quyền tự vệ, bởi vì Campuchia đã bị sử dụng để đe dọa nền an ninh của Việt Nam. Mahathir đã trả lời anh không nên vào một lãnh thổ láng giềng, đúng như anh không muốn người khác vào lãnh thổ của anh cơ sở cho lập trường của asean là điều hai của hiến trương liên hợp quốc điều đó viết như sau tất cả các thành viên sẽ phải kiềm chế trong các quan hệ quốc tế của mình để không đe dọa hoặc dùng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất cứ nước nào hoặc bằng bất kỳ cách nào không phù hợp với các mục đích của liên hợp quốc hội đồng bảo an liên hợp quốc có quyền xác định xem liệu có xảy ra những đe dọa cho hòa bình những vi phạm đối với hòa bình hoặc những hành động xâm lược hay không và có hành động để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, kể cả việc dùng lực lượng quân sự quốc tế nếu cần. Tuy nhiên, các người thảo ra hiến trương biết rõ rằng các nước bị xâm lược vũ trang xảy ra chống lại một nước thành viên của Liên Hợp Quốc Quốc kỳ Hội đồng Bảo an có những biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những biện pháp mà các nước thành viên sử dụng theo quyền tự vệ đó sẽ được báo cáo ngay lên Hội đồng Bảo an và sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến quyền lực và trách nhiệm của hội đồng bảo an trong việc định ra hành động mà hội đồng cho là cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trên thực tế hầu như tất cả các cuộc xung đột vũ trang từ chiến tranh thế giới lần thứ hai đã được giải quyết mà không cần sự can thiệp có hiệu quả của hội đồng bảo an và việc triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình đã tỏ ra thành công chỉ khi nào được tất cả các bên của cuộc xung đột tán thành hơn nữa trong khi cuộc chiến đấu còn đang tiến triển các nước có liên quan ít khi báo cáo ngay những hành động của họ cho hội đồng bảo an rõ ràng là việt nam đã dùng lực lượng quân sự chống lại toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của chế độ pol pot thực vậy việt nam đã tìm cách quét sạch hoàn toàn chế độ đó không để cho tồn tại nữa về điểm này asean dựa vào điều khoản nói trên nhưng điều hai phải được đọc cùng với điều 51 của Hiến Trương để thấy rằng Hiến Trương không những không mặc nhiên lên án tất cả các cách mà quốc gia sử dụng lực lượng quân sự mà còn làm cho sự phân biệt giữa hành động xâm lược và hành động tự vệ trở nên quan trọng một cách căn bản. Rất đáng tiếc là khi cuộc chiến đấu đang ở giai đoạn nóng bỏng nhất thì không thể làm rõ một số điểm quan trọng. Vấn đề bên nào khởi xướng cuộc tiến công vũ trang là vấn đề trung tâm. Quyền tự vệ chỉ tồn tại khi để đáp lại những cuộc tiến công vũ trang đã xảy ra và Hiến chương không có điều khoản chung về cái gọi là tự vệ ngừa trước điểm thứ hai là lực lượng dùng để tự vệ phải tương xứng với cuộc tiến công do đó các rắc rối biên giới nhỏ không thể dùng là một cái cớ để tiến hành chiến tranh tổng lực điểm thứ ba là phần đông những người viết về vấn đề đó vạch rằng nó không bao gồm quyền đánh trả vũ trang như ake đã viết nếu những người khủng bố từ một nước này tràn vào nước kia thì nước kia dùng lực lượng để chặn đứng hoặc đuổi những kẻ khủng bố nhưng sau khi đã làm được như vậy, nước đó không có quyền trả đũa bằng tiến công nước kia. Đây là những tiêu chuẩn mà những hành động của Hà Nội trong cuộc xung đột của mình với chế độ POL Pot phải được xem xét theo pháp luật quốc tế. Xuất phát từ bằng chứng nêu trong chương 4, rõ ràng là chính chế độ Khmer Đỏ đã khởi xướng các cuộc tiến công vũ trang chống phía bên kia để chống lại Việt Nam, có lập luận cho rằng phản ứng của Việt Nam là không tương xứng với các cuộc tiến công mà Việt Nam phải chịu đựng và đặc biệt là cuộc xâm nhập tháng 12 năm 1977 và cuộc xâm chiếm tháng 12 năm 1978 và những cuộc đánh trả không thể bảo chữa bằng quyền tự vệ nêu trong hiến trương Liên Hợp Quốc. Khi xem xét vấn đề đánh trả, thì phải phân biệt giữa các hành động tự vệ và đánh trả vũ trang. Đánh trả vũ trang chỉ áp dụng đối với những va chạm giữa các nước căn bản là sống hòa bình với nhau, nhưng theo các nhà chức trách về luật pháp quốc tế một khi đã vu u qua ngưỡng cửa để đi vào một tình trạng hoạt động giống chiến tranh hoặc một tình trạng chiến tranh thì khái niệm đánh trả không còn được áp dụng nữa. Trong các quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam những năm 1977 đến 1978, rõ ràng đó ít nhất là một tình trạng hoạt động giống chiến tranh. Để làm rõ vấn đề cần trích lời của một nhà chức trách hàng đầu, giáo sư J.V. Kepgret, trước khi có hiến trương, tuyệt nhiên không thể thấy rõ một cuộc chiến tranh tự vệ có thể chứng minh đến đâu hành động đánh vào toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của kẻ xâm lược quan điểm của những nước đã đánh bại đứa và nhật bản trong chiến tranh thế giới thứ hai cho rằng họ có quyền chiếm lãnh thổ của các nước thù địch đó và chiếm chính quyền trên các lãnh thổ đó để thành lập chính quyền và các thể chế dân tộc trên một nền tảng vững chắc điều hai của hiến trương không ngăn cản hành động chống lại một kẻ xâm lược đã tiến hành một cuộc tiến công vũ trang chống lại bất cứ nước nào một quốc gia có đủ lý lẽ để tin rằng sự tồn tại của mình bị đe dọa quốc gia đó có quyền tự bảo vệ mình thậm chí đến mức tiến hành một cuộc tiến công vào lãnh thổ của nước mà từ đó xuất phát mối đe dọa vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của một nước không thể mở rộng ra đến mức làm cho nước đó có thể tự do chuẩn bị một cuộc xâm chiếm chống lại một nước láng giềng mà không bị an can thiệp toàn vẹn lãnh thổ của một nước không có nghĩa là bất khả xâm phạm nếu điều mà nước đó chuẩn bị là một vi phạm đối với hòa bình hoặc là một hành động xâm lược tóm lại, nếu được chấp nhận rằng một tình trạng chiến tranh hoặc hoạt động giống chiến tranh tồn tại giữa Việt Nam và Campuchia Dân Chủ, rằng chính phủ Campuchia Dân Chủ là một kẻ xâm lược, và rằng Việt Nam có những cơ sở pháp lý để tin rằng tình trạng đó là một đe dọa nghiêm trọng cho chính phủ Việt Nam, thì Việt Nam có đủ lý lẽ để loại bỏ đe dọa đó bằng việc xâm lăng và chiếm đóng Campuchia. Cũng giống như đồng minh có đủ lý lẽ để xâm lăng và chiếm đóng Đức và Nhật Bản năm 1945. Gret viết tiếp tuy nhiên, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị sẽ rõ ràng được áp dụng để ngăn chặn một quốc gia, lúc ban đầu hành động để tự vệ chống lại một đe dọa từ một quốc gia khác, nhưng rồi đi đến thôn tính toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ của quốc gia khác đó. Một sự đe dọa tiến công sẽ không bao giờ có thể bảo chữa cho quốc gia bị đe dọa chiếm chính quyền của quốc gia cho là xâm lược. Vì vậy không thể bảo chữa cho việc thôn tính lãnh thổ của Campuchia hoặc đặt nó dưới quyền vĩnh viễn của một chính quyền Việt Nam những người xâm chiếm chắc chắn sẽ giao quyền hành lại cho một chính phủ Campuchia mới để cai trị đất nước trong biên giới hiện có của nó. Và đó chính là điều mà người Việt Nam đã làm với việc thành lập chính quyền Cộng hòa Nhân dân Campuchia của Heng Samrin. Việc Cộng hòa Nhân dân Campuchia hữu nghị với Việt Nam và làm cho Thái Lan không bằng lòng là một hậu quả tất yếu, nhưng về mặt pháp lý, việc đó không liên quan gì đến những lý lẽ trên đây trường hợp của ASEAN chống cuộc xâm chiếm Campuchia của Việt Nam do đó là một trường hợp yếu về cơ sở pháp lý. Quan điểm cho rằng can thiệp quân sự của một nước này và một nước khác luôn luôn không thể bảo chữa được là một quan điểm đơn giản và không thể đứng vững được. Những xét đoán về đỉnh cao của một xung đột không thể tách khỏi nguồn gốc và sự phát triển của xung đột đó, và bên chấm dứt một cuộc chiến tranh không nhất thiết bị xem là kẻ xâm lược. Dù sao, Phản ứng của ASEAN đối với cuộc xâm lược Việt Nam của Trung Quốc cho thấy rằng trên thực tiễn ASEAN sẵn sàng chấp nhận sự can thiệp quân sự khi sự can thiệp đó trùng hợp với lợi ích của họ. Tính chất hợp pháp của sự can thiệp Việt Nam ở Campuchia gắn liền chặt chẽ với vấn đề thừa nhận quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Lý lẽ của ASEAN về việc tiếp tục thừa nhận chế độ POL Pot là nếu thừa nhận chính phủ Heng Samrin sẽ có nghĩa là hợp pháp hóa xâm lược với sự ủng hộ của Trung Quốc và của Mỹ. Những lập luận của ASEAN đã thắng những lập luận của Việt Nam và các đồng minh XOVIET của mình. Tháng 9 năm 1979, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu 71 trên 35 và 34 không bỏ phiếu để xác nhận lại sự thừa nhận Campuchia Dân Chủ. Tuy các nước ASEAN tỏ ra lo ngại rằng sự ủng hộ đó sẽ cuối cùng bị sụp đổ, nhưng các năm sau, sự thừa nhận đó có tăng lên một số phiếu. Thí dụ năm 1980 thì tỷ lệ phiếu là 74, 35 và 32 và năm 1981 là 77, 34 và 31. Thừa nhận một chính phủ mới, như chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia chẳng hạn, có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận nó là thành viên hợp pháp của cộng đồng quốc tế. Trên nguyên tắc, phần đông các nước dựa sự thừa nhận vào việc kiểm soát có hiệu quả lãnh thổ và nhân dân, chứ không phải dựa vào sự tán thành của chính sách chính phủ cách đề cập này đã được đại sứ Anh tại Mỹ, ngài Roger Martins tuyên bố một cách kinh điển năm 1954, nơi một chính phủ kiểm soát có hiệu quả đất nước của mình. Nếu chính phủ đó tỏ ra có hy vọng hợp lý tồn tại bền vững, nếu nó có thể hành động cho đa số nhân dân của đất nước, nếu nó có đủ khả năng, tuy có thể không sẵn sàng, thi hành các nghĩa vụ quốc tế, nếu, nói tóm lại, nó có thể đưa ra một câu trả lời có tính chất thuyết phục cho câu hỏi, ai chịu trách nhiệm ở đây? thì lúc đó chúng tôi sẽ công nhận chính phủ đó. Tuy nhiên, Mỹ đã theo một cách giải quyết khác. Năm 1931, ngoại trưởng Mỹ Henry L. Stimson lập luận rằng nhà nước bù nhìn Mãn Châu Quốc của Nhật Bản ở Mãn Châu không nên được thừa nhận vì nó đã được tạo ra bằng một hành động xâm lược không hợp pháp và đòi Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên hợp quốc, phải chấp nhận cách đó đó là nguyên tắc chung. Tuy nhiên, học thuyết của Stimson đã tỏ ra không hiệu quả bị sụp đổ ngay khi được đưa ra thử thách LA đầu tiên với việc Mussolini chiếm Abyssinia năm 1936. Vì những lập trường ngoại giao sớm muộn gì rồi cũng phải khuất phục những thực tế chính trị, cho nên tác dụng chính trong việc áp dụng học thuyết Stimson là trì hoãn việc thừa nhận chứ không phải ngăn cản nó. Tất nhiên, nó được áp dụng trong một kiểu máu độ đoán và có tính chất lựa chọn về mặt chính trị trong khi mặt đạo đức này của vấn đề thừa nhận ngoại giao nói chung đã bị gạt đi trước mặt thực tế của vấn đề như Martins đã đa ra. NHNG Mỹ vẫn còn giữ quan điểm cho rằng thừa nhận ngoại giao có nghĩa là tán thành chính trị đối với một chế độ. Trong trường hợp của Campuchia, vào cuối năm 1979 trả lời cho câu hỏi ai chịu trách nhiệm ở đây đã trở nên rõ ràng. Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia của Heng Samrin đã kiểm soát hầu hết đất nước và đang củng cố vị trí của mình chính phủ campuchia dân chủ kiểm soát chỉ những vùng lõm trong phần xa xôi và cô lập của đất nước chúng tôi xin mời những ai nghĩ khác thử đi thăm campuchia bằng một thị thực do campuchia dân chủ cấp có lẽ có lập luận cho rằng sự thừa nhận quốc tế của cộng hòa nhân dân campuchia có thể là còn sớm và phải đợi đến khi nó tỏ ra có khả năng tồn tại mà không cần sự bảo vệ quân sự của việt nam nhưng theo tiêu chuẩn thông thường của việc kiểm soát lãnh thổ và nhân dân thì không thể có lý do tiếp tục thừa nhận chế độ Campuchia dân chủ. Không những không còn là một chính phủ hợp pháp, Campuchia dân chủ đã trở thành một vật giả tạo hợp pháp. Lập luận cho rằng thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Campuchia là hợp pháp hóa sự xâm lược của Việt Nam là một lập luận đáp ứng đòi hỏi của học thuyết Stimson. Tuy nhiên, nếu điều đó mà được chấp nhận thì mặt trái của nó cũng phải được chấp nhận, tức là thừa nhận Campuchia dân chủ cũng bao hàm cả việc thừa nhận các chính sách của chế độ đó. Những sự không nhất quán của lập trường các nước ASEAN và Campuchia đã được làm nổi bật bằng thái độ của họ đối với các sự kiện ở châu Phi cùng thời gian đó. Năm 1978, chế độ đáng ghét của Idi Amin ở Uganda đã bị một cuộc can thiệp quân sự của Tanzania lật đổ sau khi Amin xâm chiếm Tanzania. Mặc dù tình hình này rất giống với tình hình Việt Nam, Campuchia, nhưng không hề có tranh chấp gì về sự thừa nhận quốc tế của chế độ mà người Tanzania thiết lập ở Kampala. Tuy chế độ này còn tỏ ra ít ổn định hơn nhiều so với Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Các nước ASEAN cùng với phần còn lại của thế giới không do dự gì trong việc chấp nhận sự can thiệp của Tanzania là hợp pháp và trong việc thừa nhận chế độ mới. Mỹ có một lập trường đặc biệt khác thường về vấn đề Campuchia, Mỹ đã không thừa nhận Campuchia dân chủ đầu tiên. Năm 1978, tổng thống Jimmy Carter tố cáo Campuchia dân chủ là kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới và vấn đề nhân quyền đã được coi như là trụ cột chính sách đối ngoại của carter rồi sau khi chế độ đó bị lật đổ mỹ lại bỏ phiếu tuy với nhiều lúng túng cho phái đoàn campuchia dân chủ để trở thành đại diện hợp pháp của campuchia ở liên hợp quốc các quan chức mỹ lập luận rằng ủng hộ campuchia dân chủ tại liên hợp quốc tuyệt nhiên không dính líu gì đến việc thừa nhận hoặc ủng hộ bản thân chế độ campuchia dân chủ sau khi đại diện của Mỹ tại Ủy ban về các thư ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho phái đoàn POL Pot năm 1979, ai đó đã bắt tay ông ta. Về sau ông ta nhớ lại, tôi nhìn xuống thì thấy đó là Yung Sari. Tôi có cảm giác như đang rửa tay. Các nước phương Tây khác cảm thấy lúng túng vì sự ủng hộ ngoại giao của họ đối với tên độc tài gọi là Cộng sản đã bị phế chuất và tìm cách tách xa mình ra khỏi hắn ta ít nhất là trên công khai. Khác với Mỹ, Chính phủ Anh trước đây đã thừa nhận đầy đủ Campuchia dân chủ, trên cơ sở chế độ này kiểm soát lãnh thổ và nhân dân Campuchia. Sau cuộc xâm chiếm của Việt Nam, những cơ sở đó không còn giá trị nữa và sự thừa nhận Campuchia dân chủ cũng bị rút lại tháng 12 năm 1979. Sau nhiều do dự, chính phủ Australia làm theo Anh tháng 2 năm 1981. Tuy nhiên, cả anh lẫn australia đều không mưu on thừa nhận chính phủ đang thực sự kiểm soát nhân dân và lãnh thổ của campuchia họ đã vội vã làm yên lòng trung quốc và các nước asean rằng họ không thừa nhận cộng hòa nhân dân campuchia trên cơ sở rằng chính phủ đó còn phụ thuộc vào việt nam không có những suy xét như vậy khi thừa nhận chế độ mới ở campuchia mặc dù chế độ đó rõ ràng phụ thuộc vào tanzania Hy vọng của các chính phủ đó là một chế độ thay thế cho cả Heng Samrin lẫn POL Pot có thể sẽ xuất hiện và một địch thủ không cộng sản để nắm quyền ở Campuchia có thể sẽ được tìm ra. Chính phủ mới ở Phnom Penh là một thực tế chính trị, bất kể việc đó đã đạt được bằng cách nào. Những lý lẽ để không thừa nhận nó có liên quan đến vấn đề chính trị quyền lực hơn là những lý do về luật pháp. Việt Nam đứng về phía Liên Xô và đã lật đổ một chế độ thân Trung Quốc ở Campuchia làm thay đổi so sánh lực lượng không có lợi cho Thái Lan. Trong khi đó thì phương Tây và các nước ASEAN chống lại mọi sự mở rộng ảnh hưởng XOVIET và hy vọng nuôi dưỡng Trung Quốc thành một đồng minh chống Liên Xô. Với tình hình như vậy, những cái phải và cái trái của bản thân cuộc can thiệp của Việt Nam là không quan trọng. Trong không khí của một cuộc chiến tranh lạnh đã được nối lại trong cuối những năm 1970, không thể có một chế độ thân XOVIET nào có thể hy vọng được các cường quốc phương Tây chấp nhận như một chính phủ hợp pháp bất kể nó được ổn định và có cách cư xử tốt như thế nào và bất kể chính phủ trước nó dã man như thế nào. Uganda là một vấn đề hoàn toàn khác không phải vì có liên quan đến pháp luật, mà bởi vì các quyền lợi của các cường quốc lớn không bị va chạm gì ở đây. Hết phần 13, tác phẩm chiến tranh giữa những người anh em đỏ